có khả năng thiết kế mô hình học tiếng Anh đa dạng cho tất cả các đối tượng ở các lứa tuổi khác nhau và đầy đủ các cấp độ theo chuẩn quốc tế. Trung tâm Anh ngữ AMA Vinh tạo sự khác biệt bằng cách đảm bảo chất lượng đầu ra. Các khóa học tại AMA Vinh không chỉ giúp học viên rèn luyện các kỹ năng sử dụng tiếng Anh mà còn giúp bổ sung kiến thức nền về khoa học tự nhiên và xã hội. Nhờ vậy mà các em thêm tự tin áp dụng kiến thức đã học vào quá trình giao tiếp một cách hiệu quả, từng bước hiện thực hóa mục tiêu. Em có thể thấy là sự tiến bộ rõ rệt về cách mà mình nói chuyện với người nước ngoài. Mấy ngày đầu thì em thậm chí còn chẳng thể nói chuyện một cách bình thường cơ. Em cứ ấp á ấp ở. Nhưng mà đến những ngày cuối cùng rồi thì em thấy là mình cực kỳ tự tin và nói chuyện với họ giống như những người bình thường và không thể thấy một sự lạ mặt nào cả. Với mục tiêu đạt chất lượng lên hàng đầu, AMA Vinh luôn chú trọng duy trì và phát triển đội ngũ giáo viên nước ngoài và giáo viên người Việt Nam chất lượng. Mô hình lớp học 100% giáo viên bản ngữ, học linh động giờ Active Learning độc quyền hay phương pháp một thầy một trò face to face thực sự đã giúp học viên có nhiều cơ hội giao tiếp với giáo viên bản ngữ. Điều này đã phá vỡ rào cản trong giao tiếp, phát triển mạnh kỹ năng nghe và nói theo giọng chuẩn của tiếng Anh hoặc Anh Mỹ. I mean, 10 years ago, they were all very hardworking students. 10 năm trước, học sinh vẫn luôn chăm học, vẫn luôn vậy. Nhưng ngày nay, thật đáng ngạc nhiên khi thấy các em học sinh 4 hoặc 8 tuổi đã có thể nói tiếng Anh rất tốt. Tôi thấy rằng yêu cầu của các thầy cô, các bậc phụ huynh và các hiệu trưởng các trường đều đã cao hơn nhiều. Tại Trung tâm Anh ngữ AMA Vinh thì có mô hình rất đặc biệt của hệ thống, đó là mô hình Active Learning, là linh động giờ, linh động giáo trình, linh động năng lực của học sinh, tức là học sinh có thể học nhanh hơn, chậm hơn là tùy theo năng lực học sinh, thì năng lực của học sinh được tăng lên rõ rệt và có chất lượng thực sự. Có thể nói trong thời gian vừa qua, các trung tâm ngoại ngữ góp phần rất quan trọng trong việc nâng cao cái chất lượng năng lực tiếng ngoại ngữ cho học sinh ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Và cái lợi thế của các trung tâm đó là họ có đội ngũ giáo viên chuẩn, có trình độ năng lực chuyên môn cao. Thứ hai nữa là họ xây dựng các cái chương trình dạy học theo các cái độ tuổi đáp ứng mà mọi cái nhu cầu của các độ tuổi. Cái thứ ba nữa là họ có quá trình khảo sát đầu vào và cam kết chất lượng đầu ra. Những thành công trong chặng đường phát triển 10 năm qua một lần nữa khẳng định Trung tâm Anh ngữ AMA Vinh xác định tầm nhìn trở thành hệ thống các trung tâm Anh ngữ tiêu chuẩn hàng đầu tại Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung, đạt chuẩn quốc tế về giáo dục và đào tạo, với khát vọng tiên phong cùng chiến lược phát triển bền vững.